Hello, xin chào cô chú. Hôm nay cô xin giới thiệu các cô chú một số giò vàng Philippines. Đây là một số mặt hoa của nó đã sổ tại vườn con cô chú. Hoa rất là đẹp. Nói chung cái lô này đợt trước là không có hàng để bán luôn á. Hoa thơm bông to lắm. Rất là đẹp. Cô chú nào muốn xem mặt hoa thực tế của nó thì nhấn vào giá hàng Philippines ngày 5 tháng 7 nha cô chú. Đây là giò mã số 1 của chú. Này cái băng lá nó có đốm vậy đó. Cái thân nó cũng đốm luôn. Giờ này có giá là 400 của chú. Đang có 1, 2, 3, 4 thân. Ở đây đang có một con đang lên nè. Đây là giò mã số 1. Có giá tiền là 400. 400 mã số 1. Một thân là được 25. Một thân này là được khoảng 30 xăng. Có giá là 400 nghìn giò mã số 1. Giò mã số 2 350. Cái thân đen mông. Này có mấy cái thân già nè cô chú. Sưng mắt nè. Giò mã số 2 có giá là 350. Tiếp theo là mã số 3 có giá là 350 luôn. 1, 2, 3, 4, 5 cộng. Một cộng là được khoảng 22, 23. Cộng tiếp theo là được 14, 15 xăng. Giò mã số 3 có giá là 350. Mã số 3 cây rất là đẹp luôn chú. Mặt hoa nó sổ ra nhiều, mặt hoa rất là đẹp luôn. Tiếp theo là mã số 4 có giá là 350 của chú. Một cộng là dài được khoảng 30, vào cộng là dài được khoảng 15-16 xăng. Và mã số 4 có giá là 350 nghìn. Đây là giờ mã số 5 có giá là 350 của chú. 1, 2, 3, 4, 4 thân. Đây này có 1 kỳ nè. 350, đây giờ mã số 5. Một cộng là được 20, còn cộng là được 30 xăng. Đây là giờ mã số 5 có giá là 350 của chú. Tiếp theo là giờ mã số 6. 1, 2, 3, 3 thân. Hai thân thì nó được khoảng 25 gần 30 xăng. Nè. Và một thân là được khoảng 10 xăng. Đang có một thân già. Thân già này đang sưng mắt cô chú. Giờ mã số 6. 350 nghìn. Tiếp theo là mã số 7. Cũng có giá là 350 luôn. 1, 2, 3, 4. 4 thân thì 1 kia của chú. Giờ mã số 7 cộng dài nhất của nó được khoảng 15, gần 20 xăng. 350, mã số 7. Mã số 8 có giá là 350. 1, 2, 3, 4 thân. Cộng dài nhất là được khoảng gần 30 xăng. Mã số 18 có giá là 350. 4 thân của chú. Mã số 8 nha cô chú. Mã số 8 là 350, 4 thân. Mã số 9 350, 1, 2, 3, 4 cộng. Cái này dài được khoảng từ 10 xăng tới lên chú. Giờ mã số 9 350 nghìn, có 4 thân. Kỳ rất là đẹp. Mã số 10 có giá là 350 luôn, có 4 cộng. Đây là giò mã số 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân lớn nhỏ. Thân đen kịch luôn cô chú.
này sổ ra rất là nhiều một hoa đẹp luôn. Đây là giò mã số 11, cộng dài nhất được khoảng 17 xăng. Mã số 11 350.000. Đây là mã số 12, có giá là 350 luôn. 1, 2, 3, 4, 5 thân, 5 thân lớn nhỏ, 350.000 giò mã số 12, cộng dài nhất được khoảng 20 xăng. Cái cộng lại thì khoảng 10 xăng trở lên của chú. Con thân này được khoảng 3-4 xăng nè. Giờ mã số 12, 350. 13 có giá là 200. Một thân, hai thân. Thân này lìa ở ngoài này con bỏ vô đây nha chú. Là một mầm nhỏ nè. Ba thân có giá là 200. Giờ mã số 13. Cộng dài nhất là được khoảng 20 xăng. 200.000. Mã số 13. Đây là giờ mã số 14. 1, 2, 3, 4 kia. 200. Mã số 14. Mã số 15 có giá là 200. 1, 2, 3, 4, 5, 5 thân thì 1 kg. 200.000 mã số 15. Đây là mã số 16 có giá là 200. 1, 2 thân. 200.000 giờ mã số 16. Tiếp theo là mã số 17 có giá là 200 của chúng. Mã số 17 4 thân lớn nhỏ, 200.000. Bây giờ mã số cuối cùng, mã số 18 có giá là 200.000. 1, 2, 3 thân, 4 thân, 200.000 giờ mã số 18. Số điện thoại gọi là 0908 846-04. Địa chỉ Vườn Lan, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là những mặt hoa của nhà Philippines nè. Cô chú nào muốn xem rõ hơn thì nhấn vào YouTube và nhấn nhà Philippines ngày 5/7/2018 của Wala Quang Minh là các cô chú sẽ thấy clip này. Còn cô chú nào muốn YouTube con đăng bài viết nào á, hiển thị về máy á, là ở bên đây là nó có chữ đăng ký màu đỏ, mình sẽ nhấn vào cái chuông này đây, là khi con đăng clip gì đó là cô chú sẽ thấy cái bài viết của con.